Chào các bạn, chủ đề video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mạch test motor DC máy lạnh nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là điều kiện làm việc của nó là như thế nào các bạn. Thì những cái động cơ DC này, căn bản của nó sẽ gồm có 5 dây các bạn. Một dây nằm tách rời ra, đó là chân số 1 là chân nâng cấp nguồn cộng 310V các bạn, 300-310V DC. Tiếp theo chân số 2 đó là chân mát. Chân số 3 là cộng 15-18V tùy loại motor nha các bạn. Chân thứ 4 là chân công tắc, có nghĩa là chân này nó sẽ đóng ngắt mát đó khi động cơ chạy để chúng ta lấy xung. Và cuối cùng chân số 5 đó là chân 5V mà có điều chỉnh các bạn. Điều chỉnh từ 0 cho tới 5V, đó là chân điều khiển để cho động cơ chạy nhanh chạy chậm đó các bạn. Như vậy thì với cái động cơ này thì chúng ta sẽ cần một cái nguồn đó là cộng 310V các bạn. Thứ hai là một cái nguồn cộng 15V và thứ ba là cái nguồn có điều chỉnh 5V. Thì với cái nguồn 5V này mình có thể lấy từ cái nguồn cộng 15V ra cũng được các bạn. Như vậy thì hiện tại chúng ta sẽ cần một nguồn 300V và một nguồn 15V nha các bạn. Thì trên mạng có rất nhiều video hướng dẫn, thì đa số mình thấy là hướng dẫn các bạn là phải ráp một cái cầu diode, thêm một cái tụ lọc nguồn để lấy điện 310V DC. Sau đó là cấy ghép với một cái bo nguồn hoặc là dùng một cấy ghép thêm với một cái biến áp 12V. Rồi thêm bộ nắng điện này nọ thì mình thấy nó cũng hơi phức tạp và các bạn cũng khó làm và chi phí cũng cao. Và ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm một cái bo là rất là đơn giản các bạn. Chi phí thấp nhưng mà cái chất lượng của nó thì khỏi phải bàn các bạn. Thì đây là một cái bo cốc sạc các bạn, cốc sạc 5V. Và nên nhớ là các bạn lấy cái loại thường thôi nha các bạn. Đây, cái là càng thường càng đơn giản càng dễ làm. Đó. Thì lưu ý cho mình thì các bạn chọn những cái cốc sạc mà miễn sao nó có sử dụng một con opto nè các bạn. Con opto với lại một con là 431. Đó. Có cái cặp này thì chúng ta sẽ sử dụng rất là dễ các bạn. Thì đầu tiên ở cái phần điện áp ở ngõ vào các bạn, nó sẽ được nắn qua cầu diode và vào cái tụ lọc nguồn chính để cấp cho mạch. Thì cái tụ lọc nguồn này chính là cái điện áp là 310V DC các bạn. Và chúng ta sẽ lấy trực tiếp trên cái tụ này. Các bạn lấy 310V trực tiếp trên cái tụ này, như vậy chúng ta đã có một nguồn rồi. Các bạn hoàn toàn yên tâm. Nguồn này có sẵn luôn, không cần độ chế gì hết. Nó trên cái bo là nó có sẵn, chỉ việc lấy ra sử dụng thôi. Thứ hai là nguồn 5V có sẵn ở trên bo. Đây các bạn. Thì nguồn 5V này mình sẽ hướng dẫn các bạn mốt lên 15V. Đó, và chúng ta sẽ sử dụng. Thì để mốt một cái nguồn lên cao như thế này thì chúng ta có hai điều cần làm. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra cái phần tụ lọc nguồn các bạn. Đây. Thì ở ngõ ra nó sẽ có một cái tụ lọc nguồn. Đây, tụ lọc nguồn ở ngõ ra. Thì các bạn kiểm tra cho mình, nếu cái tụ này điện áp từ 10 cho tới 16V thì các bạn sẽ thay cho mình bằng một cái tụ là 25V nha các bạn. 25V. Và trị số thì cũng bằng với cái tụ cũ luôn. Đó là khoảng chừng 470mF là được. 470mF. Tiếp theo cũng ở cái nhánh này, các bạn xem cho mình là nó có một cái con diode nào mà mắc song song với cái tụ này hay không. Nếu có thì các bạn tháo bỏ giùm mình, vì đây chính là con diode ổn áp 5V các bạn. Nếu không tháo thì một chút khi chúng ta mốt lên cao thì con diode này nó sẽ nối tắt các bạn. Do đó thì nếu mà không có thì thôi, còn có thì các bạn tháo bỏ giùm mình. Bước tiếp theo là các bạn quan sát con 431, mình sẽ vẽ kỹ cho các bạn xem. 431. Chân số 1 của con 431.
nó sẽ được nối với điểm giữa của một cái cầu phân áp các bạn, đây gồm hai con điện trở, và cái điểm giữa của hai con điện trở này sẽ nối với chân con 431. Thì cái cầu phân áp này dùng để điều chỉnh điện áp ra các bạn. Và cái nhánh ở phía bên trên á, cái nhánh con điện trở mà nối với nguồn á, thì thông thường nó cũng vài ký thôi. Thì đối với cái mạch của mình đây là nó là 5,6 ký các bạn. Các bạn sẽ tháo bỏ con điện trở này cho mình. Tiếp theo thì các bạn dùng một cái biến trở 50K. Các bạn dùng cái biến trở 50K, rồi các bạn đấu vào vị trí thay cho cái con điện trở đó cho mình. Và sau đó thì các bạn cấp nguồn vào và các bạn điều chỉnh biến trở để điện áp ra nó đạt từ 15 cho tới 18V. Sau đó thì chúng ta đo cái giá trị của cái biến trở này bao nhiêu. Chúng ta sẽ lấy một con điện trở tương đương, các bạn gắn vào, như vậy là xong. Còn một cách nữa là các bạn sử dụng cho mình cái chiếc áp nhựa đó. Đây, cái chiếc áp nhựa nhỏ như vậy thì các bạn sẽ hàn trực tiếp trên bo luôn, thế cho cái con điện trở, và chúng ta chỉnh xong rồi là chúng ta để luôn ở trên mạch luôn cũng được nha các bạn. Như vậy thì chúng ta đã có được hai nguồn rồi. Nguồn 300V và nguồn 15V. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu nối ra cái giắc cắm. Thì đầu tiên là nguồn 300V, các bạn hàn trực tiếp ở hai cái chân của cái tụ lập nguồn ở đầu vào nè, là nguồn 310V. Nguồn 300V này thì các bạn nối là cộng vào chân số 1. Chân số 2 là các bạn nối vào chân trừ của tụ đó, và cũng là mát của mạch luôn. Và đối với cái nguồn này thì nguồn 300V và cái nguồn 15V là nó không có thông nhau nha các bạn. Đó. Nên bây giờ là khi đấu nối thì các bạn vẫn nối âm của cái nguồn 15V, các bạn nối chung vào dây mát luôn. Và nguồn cộng 15V thì các bạn nối vào chân số 3. Ở cái chân công tắc này các bạn, thì để lắp vào cái báo đèn để chúng ta biết á, thì các bạn sẽ sử dụng một cái bóng đèn LED và một con điện trở 10K. Các bạn nối lên chân cộng 15V cho mình. Đây, cái bóng đèn LED đây. Rồi, một con điện trở 10K. Rồi, như vậy là cái bóng này nó sẽ báo cho mình biết cái trạng thái. Cuối cùng cái nguồn ADG 5V thì mình vẫn lấy cái nguồn 15V đây. Các bạn qua con điện trở 100K. Rồi nối tiếp với một cái biến trở 50K. Như vậy thì cái biến trở này nó sẽ lấy ra được điện áp là 5V nha các bạn. 15 mà nó chia cho cái nhánh như thế này với cái tỷ lệ là 100 ký trên 50, như vậy thì nó sẽ lấy ra được 5V. Và khi chúng ta điều chỉnh thì điện áp nó sẽ từ 0 cho tới 5V nha các bạn. Và cái điện áp này được cấp vào chân số 5. Rồi như vậy là đã hoàn thành các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Này, khi chúng ta xoay thử
Thì cái đèn mà chỗ cái chân công tắc á, nó cũng thông báo các bạn đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chỉnh cái biến trở lên, điện áp tăng lên từ từ. Đây, đầu tiên thì mình sẽ thử trên một cái motor bị hỏng cho các bạn xem. Đây các bạn thấy chỉnh lên nhưng mà nó không chạy các bạn, đây nó vẫn đứng yên, và chúng ta phải dùng tay chúng ta xoay một cái thì nó mới chạy. Đây, mình sẽ tắt thử cho các bạn xem, khi nó dừng lại thì các bạn vặn lên là nó sẽ không chạy các bạn, và phải kích một cái. Thì trong trường hợp này là cái motor này nó đã bị hỏng không sử dụng được nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ thử một cái motor tốt cho các bạn xem. Nó sẽ tự khởi động các bạn, khi các bạn vặn volume nó sẽ tự khởi động mặc dù tốc độ từ chậm đó, mình vặn rất là chậm nó vẫn khởi động được các bạn. Đó. Thì motor như vậy mới sử dụng được nha các bạn. Đó. Coi như là khi chúng ta vặn là nó sẽ tự khởi động được, như vậy thì cái motor này mới là hoạt động tốt nha. Rồi. Thì video đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Xin thân ái chào các bạn.